Sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thuộc Tổ đại biểu quận Sơn Trà có buổi tiếp xúc với cử tri quận nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, cử tri quận Sơn Trà đánh giá cao kết quả phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, chia sẻ với những khó khăn của thành phố do tác động của dịch bệnh, bão lũ ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Cử tri cũng tâm đắc với quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong năm 2021, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến đời sống của nhân dân như khu dân cư 59, phường An Hải Bắc, khu dân cư số 6, phường Thọ Quang, kiến nghị một số vấn đề như nhà sinh hoạt cộng đồng, việc thông tuyến đường Lương Thế Vinh khi nào được triển khai, việc giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai còn chậm trễ. Cử tri tổ 45 Thành Vinh 6, phường Thọ Quang kiến nghị về những dự án dân sinh nhiều năm không triển khai, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Những kiến nghị của cử tri được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu và giải trình thêm một số nội dung cử tri quan tâm.